Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Trong chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp năm 2022 tạo đà cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế. Những rau củ quả nên ăn trong mùa thu đông là những nội dung trong mục kiến thức gia đình. Ngay bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị, Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm 2022 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức là dịp để ghi nhận, biểu dương, tôn vinh những ý tưởng sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo của hội viên phụ nữ ở tất cả các lĩnh vực sản xuất. Ngày hội còn là nơi để hội viên phụ nữ các dân tộc trong tỉnh được kết nối, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, mở ra cơ hội tiếp cận vốn, kiến thức, thị trường cho chị em phụ nữ. Trong những năm qua, các cấp hội phụ nữ trên toàn tỉnh luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai thực hiện đề án, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp gắn với triển khai thực hiện phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm, chủ động phối hợp với các ngành đoàn thể, tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, xây dựng kế hoạch khởi nghiệp để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Ngày hội nằm trong khuôn khổ đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn năm 2017-2025 với sự tham gia của 18 gian hàng trưng bày với gần 200 sản phẩm đến từ 10 huyện, thành phố và câu lạc bộ doanh nhân bưu điện tỉnh. Mỗi gian hàng đem tới ngày hội là những sản phẩm đặc trưng của địa phương như đơn vị Hòa An, các sản phẩm đều làm từ nguyên liệu thiên nhiên như bún khô Cô Luyến, miến rong Án Lại, gạo Pì Pất, gạo Nhật. Từ quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nhiều hội viên đã được tiếp cận nguồn vốn và phát huy hiệu quả, nhiều sản phẩm đã có chỗ đứng trên thị trường trong tỉnh và vươn xa ra ngoài tỉnh. Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hòa An thì đơn vị Hòa An thì cũng có cái tỷ lệ hội viên phụ nữ làm nông nghiệp cũng khá là lớn, và trong những năm qua thì hội viên phụ nữ huyện Hòa An cũng được tiếp cận các nguồn vốn do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ để thực hiện các mô hình đa dạng sinh kế như là cái mô hình chăn nuôi lợn nái, rồi hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp như là cái mô hình bún khô Cô Luyến tại xã Long Tuấn. Thì nhân cái dịp mà ngày hội phụ nữ khởi nghiệp này thì tất cả những cái sản phẩm mà được do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ thực hiện các mô hình thì cũng đem các sản phẩm đến, và đây nó cũng là cái cơ hội để cho hội viên phụ nữ được quảng bá cái sản phẩm của mình để cho những đơn vị tiêu thụ cũng như là các doanh nghiệp biết đến, mà là cái cầu nối để mong là sắp tới đây thì sản phẩm của hội viên phụ nữ Hòa An thì sẽ được người tiêu thụ biết đến rộng rãi trên thị trường hơn. Tại ngày hội, nhiều mặt hàng được người tiêu dùng quan tâm mua sắm như gian hàng của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quảng Hòa với rau phúc sen, kẹo lạc, mật ong rừng. Theo chị Hoàng Thị Yến, hội viên phụ nữ xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa cho biết, đây là lần đầu tiên chị được tham gia ngày hội nên rất vui vì được đại diện cho chị em hội viên phụ nữ của huyện và xã đem những sản phẩm do chính bàn tay mình làm ra để giới thiệu với khách tham quan ngày hội. Hôm nay em rất vinh dự khi được đại diện cho các hội viên phụ nữ trên toàn huyện Quảng Hòa, và đặc biệt là dân tộc Nùng ở trên địa bàn huyện nói chung, là được đến đây giới thiệu các sản phẩm do chính tay các chị em phụ nữ ở trên địa bàn huyện làm ra, và rất cảm ơn là bộ cấp trên đã tạo điều kiện cho chị em phụ nữ một ngày hội để các chị em chia sẻ những các sản phẩm mà chính tay các chị em làm ra để tạo cơ hội việc làm, tạo cơ hội giảm nghèo và thoát nghèo cho phụ nữ trên toàn huyện. Tại gian hàng của đơn vị thành phố, khách tham quan lưu lại khá lâu, vừa để xem hàng, tìm hiểu tác dụng của tinh bột nghệ. Men lá làm rượu ngọt, tinh bột nghệ đen. Những sản phẩm này do hội viên thuộc chi hội phụ nữ tổ 7, phường Sông Bằng tự làm. Đây cũng là mặt hàng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn và đặt mua. Sản phẩm này đã có mặt tại các quầy hàng hay chợ ẩm thực thành phố. Hôm nay thì đem các sản phẩm mà các hội viên tự tay làm lấy đấy, đem đến để trưng bày sản phẩm để cho
mọi người được biết đến cái sản phẩm do mình làm ra nhưng mà chưa được tiếp cận với thị trường. Rất là mong là bên phụ nữ để tạo điều kiện để cho chị em chúng tôi được mang sản phẩm mình tự làm ra cho mọi người được dùng cái sản phẩm sạch. Hôm nay được đem những cái sản phẩm của mình ra để tham dự với cái hội người phụ nữ nhân dịp 20 tháng 10 phụ nữ Việt Nam ấy, là chúng tôi rất là vui mừng và cảm thấy là mọi người cũng rất là ủng hộ những cái sản phẩm của chị em phụ nữ chúng tôi tự làm. Như bản thân tôi thì tự làm men lá này, rồi là tự làm tinh bột nghệ này, rồi là tự nấu rượu men lá là đều được Bộ Y tế, Bộ Công Thương kiểm nghiệm và mang ra, mọi người cũng rất là ủng hộ. Tham gia Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm 2022, Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân đã có 2 gian hàng, nhà may áo dài Thanh Hương với thế mạnh là chuyên thiết kế áo dài với nhiều kiểu dáng và họa tiết đẹp, sang trọng, quý phái đã làm cho ngày hội thêm rực rỡ sắc màu. Theo chị Thanh Hương, với kiểu dáng cách tân nhưng vẫn giữ nét truyền thống, đây là bộ áo dài được nhà may Thanh Hương thiết kế để chào mừng sự kiện thành phố Cao Bằng 10 năm xây dựng và phát triển. Nhà may chúng tôi cũng rất là vinh dự là đã được chọn để giới thiệu sản phẩm của nhà may. Thì nhân vừa rồi là kỷ niệm ngày 10 năm lên thành phố, thì tôi, bản thân tôi là đã nghĩ là mình có thể là cống hiến một cái gì đó cho tỉnh của mình, thì tôi cũng đã là tâm huyết để thiết kế ra một cái bộ sưu tập là mang tất cả những cái danh lam thắng cảnh của quê hương Cao Bằng mình tươi đẹp để giới thiệu với bạn bè du lịch. Đặc biệt, Ngày Phụ Nữ Khởi Nghiệp năm 2022 đã mang tới cho chị em có thêm cơ hội nắm bắt thông tin, chính sách, tìm kiếm thị trường, phát triển sản xuất kinh doanh, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp hay hợp tác xã, các hộ kinh doanh, góp phần thực hiện hiệu quả đề án 939, thúc đẩy phong trào phụ nữ khởi nghiệp tại các địa phương trong tỉnh, là địa phương có nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Thác Bản Dốc, Động Ngườm Ngao và các mô hình du lịch homestay hay đặc sản hạt dẻ, tỏi Chí Viễn, gạo nếp Ngọc Côn. Hội Liên hiệp Phụ nữ Trùng Khánh mong muốn tại ngày hội được lan tỏa đến khách du lịch những nét đẹp riêng có được của địa phương. Qua cái ngày hội này thì chúng tôi cũng muốn truyền tải đến cho tất cả mọi người biết được các cái sản phẩm rất là đặc trưng của quê hương Trùng Khánh, và đặc biệt là Trùng Khánh là một cái địa điểm du lịch được mọi người đến, và qua cái ngày hội này thì cũng mong muốn là tất cả mọi người du khách gần xa biết đến quê hương Trùng Khánh chúng tôi với những cái danh lam thắng cảnh và những cái sản phẩm rất là đặc trưng. Theo bà Nông Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, tổ chức Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp là cầu nối của doanh nghiệp nữ với chính quyền địa phương trong tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, và tốt hơn nữa là vai trò kết nối các doanh nghiệp để hành trình phụ nữ khởi nghiệp đạt kết quả tốt hơn, hướng đến thị trường ngoài tỉnh. Chủ động phối hợp hỗ trợ chị em phụ nữ nâng cao năng lực về khởi nghiệp, sản xuất kinh doanh, hỗ trợ vốn vay, tiếp cận thị trường, đồng thời phát hiện kịp thời những mô hình hay, cách thức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, để tôn vinh, khuyến khích hội viên mạnh dạn sáng tạo, khởi nghiệp, hỗ trợ và giới thiệu quảng bá cho các địa phương, cá nhân khác học tập. Đối với chị em phụ nữ, nữ doanh nhân tiếp tục truyền cảm hứng, nuôi dưỡng khát vọng, ước mơ để có thể tạo ra những sản phẩm đặc trưng, đặc sản mang thương hiệu của địa phương, thương hiệu của phụ nữ. Qua cái buổi ngày hôm nay tổ chức thì như các đồng chí cũng đã thấy là hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh đến dự rất là đông đủ, và đặc biệt là các cái sản phẩm mà chị em mang ra thì đều là những cái sản phẩm mà các chị em sản xuất theo cái chương trình OCOP của tỉnh. Thì các cái sản phẩm mà trưng bày thì đều là kết tinh từ những cái mà sản xuất hàng hóa, từ những cái ý tưởng mà khởi nghiệp và từ những cái mô hình mà phụ nữ hỗ trợ từ trong những cái năm vừa qua. Thì hội phụ nữ hàng năm thì đều tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho hội viên các cái ý tưởng khởi nghiệp, viết ý tưởng khởi nghiệp, chấm ý tưởng khởi nghiệp. Từ đó thì hỗ trợ cho chị em phụ nữ vốn vay sản xuất từ những cái mô hình nhỏ, hỗ trợ từ 20 triệu cho đến 100 triệu.
500 triệu thì những cái mô hình từ mô hình hỗ trợ từ hộ, sau đó thì liên kết tổ sản xuất hàng hóa, rồi thì hợp tác xã để sản xuất. Vì qua ngày hội thì trẻ em được giao lưu học hỏi với nhau và quan trọng là được giới thiệu trưng bày để kết nối sản phẩm. Thì hiện nay đang giới thiệu sản phẩm trong tỉnh thì mong muốn rằng trong thời gian tới thì cũng sẽ có làm sao đó để có cái chuỗi sản xuất hàng hóa nó đầy đủ hơn, giới thiệu sản phẩm đi ra, ít ra là cũng đi với các cái tỉnh bạn, với các siêu thị trong nước, mà vươn xa hơn thì cũng có thể là đi ra nước ngoài để tăng giá trị sản phẩm. Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hội viên phụ nữ được tiếp cận sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, đặc biệt là các cấp hội cùng chung tay giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau. Của chị em phụ nữ làm ra. Thì với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thì cũng sẽ tiếp tục đổi mới cái cách mà hỗ trợ hướng dẫn cho chị em cách sản xuất theo vùng, theo hướng giá trị và làm sao đó nâng cái giá trị sản phẩm lên để cái thu nhập được tăng giá trị lên. Ngoài ra thì chị em phụ nữ thì cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ cho những chị em mà hiện nay còn đang khó khăn, hỗ trợ vốn, hỗ trợ kỹ thuật để chị em cùng nhau để phát triển sản xuất hộ gia đình, vun đắp xây dựng giá trị, xây dựng gia đình hạnh phúc, không bị ai bỏ lại phía sau. Ngay trong ngày hội phụ nữ khởi nghiệp, thông qua Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển và Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trao số tiền 1,4 tỷ đồng hỗ trợ cho 70 hội viên phụ nữ thông qua 5 mô hình phát triển kinh tế. Với nguồn vốn này sẽ giúp các hội viên thực hiện được ý tưởng khởi nghiệp cũng như đầu tư cho lĩnh vực kinh doanh dịch vụ. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù thời tiết mùa thu đông dễ chịu nhưng cũng gây khó chịu cho không ít người. Những người có hệ miễn dịch kém sẽ có nguy cơ bị các bệnh phổ biến như dị ứng, hô hấp cao hơn trong mùa này. Những thực phẩm dưới đây sẽ giúp cơ thể bạn tăng cường hệ miễn dịch, giữ ấm cho da. Mục kiến thức gia đình xin đưa ra một số thực phẩm sau bạn nên bổ sung trong mỗi bữa ăn của gia đình mình. Củ cải đường bổ sung dinh dưỡng trong mùa thu. Loại thực phẩm màu đỏ này chứa nhiều sắt mà